Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay sẽ là một clip vô cùng đặc biệt bởi vì mình sẽ thay mặt cho Dũng Modi có một buổi nói chuyện cùng với cô Nghiêm Hồng Vân, hiện đang là một trong ba gương mặt giảng viên hợp tác với các khóa học online tại Dũng Modi. Và thực ra thì bản thân mình trước đây cũng từng là một học trò của cô Vân từ những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Và chính vì vậy mà ngày hôm nay Dũng Modi đã giao cho mình nhiệm vụ này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với cô Vân để mình sẽ bắt đầu buổi nói chuyện ngày hôm nay mọi người nhé. Em chào cô ạ. Trước tiên thì thay mặt cho Dũng Modi, em xin phép được gửi đến cô một lời cảm ơn chân thành nhất vì đã đồng ý tham gia cùng với chúng em trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và đầu tiên thì em xin phép là được mời cô có một chút giới thiệu về bản thân mình để cho các bạn đang xem clip này được biết thêm được không ạ? Cô chào Thanh và chào tất cả các em. Cô là Vân, hiện đang công tác tại khoa tiếng Nhật, trường Đại học Hà Nội. Hiện nay thì cô có hợp tác với Dũng Modi trong các cái video giảng dạy thuộc góc chuyên gia ở khóa N1 online. Em cảm ơn cô ạ. Và về buổi nói chuyện ngày hôm nay thì em xin phép là sẽ được lắng nghe những chia sẻ từ cô về hai chủ đề chính. Một là về việc học tiếng Nhật và hai là về việc dạy tiếng Nhật. Và với câu hỏi đầu tiên thì em nghĩ rằng là cho đến thời điểm hiện tại thì có lẽ là đã rất là lâu kể từ ngày mà cô bắt đầu học tiếng Nhật. Vậy thì theo góc nhìn từ cô thì cô thấy có những cái sự khác nhau nào giữa việc học tiếng Nhật thời cô mới bắt đầu học và việc học tiếng Nhật thời bây giờ ạ? Cô cảm ơn câu hỏi của Thanh. Cái thời điểm mà cô học tiếng Nhật thì thật sự là nó rất là lâu so với hiện tại rồi. Cái thời điểm cô bắt đầu học tiếng Nhật là từ những năm 97-98 cơ. Có nghĩa là cách đến bây giờ là hơn 20 năm. Cho nên có thể nói là cái việc học tiếng Nhật của các cô thời đó với bây giờ thì nó tương đối là khác nhau. Các em cũng biết rồi đấy, hơn 20 năm trước thì cái sự giao lưu giữa Việt Nam và Nhật Bản trên mọi mặt nó chưa được phát triển như bây giờ. Cho nên là cái thời của bọn cô học thì sách vở hay là các cái phương tiện học tập hoặc là tài liệu để tham khảo để có thể học rất là ít. Nữa là cái người Nhật ở Việt Nam cũng không có nhiều, cho nên là cơ hội được học trực tiếp với các thầy cô giáo người bản địa này hay là cơ hội được giao tiếp với người Nhật nó rất là ít, hạn chế hơn so với cả các em hiện nay. Cô vẫn rất là nhớ cái thời sinh viên của mình, ba cái năm đầu tiên khi học, sau mỗi một cái buổi học, gần như là cả lớp 20 con người, thời đó là vẫn còn đang đi xe đạp, rồng rắn đạp xe từ trong Thanh Xuân, Hà Đông lên đến Hồ Gươm để ngồi, có thể dùng cái từ là vạ vật ở đó cả một buổi, có thể là vài tiếng đồng hồ liền để trầu trực chờ xem có một cái người khách du lịch Nhật Bản nào vãng lai đi qua không, là cả hội lân la đến để có thể bắt chuyện, để có thể có cơ hội được giao tiếp nói chuyện với người Nhật. Cái thời đó thì học tiếng Nhật bọn cô rất là vất vả và nó cũng có những cái khó khăn nhưng mà rất là vui. Chính vì thiếu thốn như vậy cho nên là ai cũng rất là có động lực và sẵn sàng chia sẻ với nhau từng cái tài liệu tham khảo mà mình có được để giúp nhau học tốt. Nói tóm lại thì cái khác biệt lớn nhất giữa cái thời bọn cô với cả hiện tại thì có thể nói đó là cái học liệu, cái phương tiện học tập nó còn thiếu thốn và ít có cơ hội được giao tiếp, tiếp xúc với cả người Nhật. Ôi dồi, nghe cô kể mà như kiểu là em cũng đang hình dung với cảnh mọi người đang ngồi đạp xe cùng với nhau lên Hồ Gươm luôn đấy cô. Vậy thì không biết là cô có thể chia sẻ thêm với bọn em về những cái kỷ niệm mà cô nhớ nhất khi mà học tiếng Nhật được không ạ? Nhân cái câu hỏi này của Thanh thì hôm nay cô sẽ chia sẻ với các em một cái bí mật của cô. Cô thì vốn dĩ học cấp 2 và cấp 3 tiếng Anh. Cho nên là khi mà tốt nghiệp cấp 3 chuẩn bị thi vào đại học thì cũng giống như các bạn, hầu hết là các bạn nữ khác trong lớp thì cũng dự định là sẽ thi vào khoa tiếng Anh của trường Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân cũ, tức là trường Đại học Hà Nội bây giờ. Thì cái thời đó bọn cô vẫn phải viết hồ sơ, khai hồ sơ bằng giấy và gửi bưu điện đến cái trường mà mình dự định thi. Thì cô vẫn cứ nhớ là mình đã ghi cái hồ sơ của mình là đăng ký vào khoa tiếng Anh của trường Đại học Hà Nội thì mình sẽ ghi mã trường và mã ngành. Và mã trường của mã ngành của khoa tiếng Anh trường Đại học Hà Nội lúc đó thì nó là NHF705. Thì NHF là cái mã của trường Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân cũ và 705 là mã của khoa tiếng Anh. Mình vẫn đinh ninh như vậy. Mình vẫn đinh ninh là mình sẽ thi vào khoa tiếng Anh. Và lúc mà giấy gọi thi của bên trường Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân gọi cho cô, thì vốn dĩ trên cái giấy gọi thi đã ghi lại là NHF706. Nhưng cô vẫn không để ý, vẫn cứ cầm cái tờ giấy đó đi thi khắp khởi chờ đợi kết quả. Thậm chí giấy báo kết quả gọi gửi về cũng ghi là đã trúng tuyển vào cái ngành là 706 NHF của trường Đại học Hà Nội.
và cô vẫn cầm cái tờ giấy đấy đi nhập học đến phòng quản lý đào tạo của trường Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân Hà Nội lúc đó để nhập học, đóng tiền xong xuôi rồi được các thầy cô ở phòng đó hướng dẫn là sau đây thì em sẽ đi về cái khoa trực tiếp quản lý em để làm các cái thủ tục tiếp theo, và em lên trên khoa tiếng Nhật nhé, ở đây này, khoa tiếng Nhật là địa chỉ này, nhà này, tòa nhà này của trường. Thì lúc đấy cô mới chưa hưởng, ô thế em không phải là khoa tiếng Anh mà sao em lại học ở khoa tiếng Nhật à? Thì bảo đây, giấy tờ nhập học của em đây, giấy báo điểm của em đây, kết quả của em đây, cho nên em sẽ học ở khoa tiếng Nhật trường Đại học Hà Nội. Rồi ôi, lúc đấy thật sự là cô vẫn nhớ cái cảm giác của mình, lúc đấy là mình sốc và mình đứng đờ ra. Mình đang nghĩ là mình học 7 năm tiếng Anh thì chắc chắn là mình lên đại học mình sẽ học tiếp tiếng Anh và mình sẽ định hướng là sau này mình sẽ trở thành một biên phiên dịch tiếng Anh. Thế cho nên là phải nói thật là cái cảm giác lúc đấy là mình mới có 18 tuổi và mình ngoặt hẳn hết hoàn toàn so với cái dự định của mình. Trên một năm đầu hầu như là cô học tiếng Nhật nó trong một cái tình trạng là không hề có một chút hứng thú nào, và học với cái thái độ là tâm thế là chờ để sang năm mình thi lại. Mình sẽ thi lại vào khoa tiếng Anh của trường này hoặc là một cái trường khác. Và đúng là cô học như thế, và dự định cô cũng đã thực hiện là năm sau cô lại thi vào khoa tiếng Anh thương mại của trường Đại học Ngoại thương. Và kết quả thật sự là năm sau thì cô cũng đã đỗ được vào khoa tiếng Anh thương mại của trường Đại học Ngoại thương. Và lúc mà cô định là sẽ chuyển rút hồ sơ của bên trường Đại học Hà Nội, bỏ học ở bên Đại học Hà Nội để chuyển sang tiếng Anh thương mại của trường Đại học Ngoại thương, thì đúng cái thời điểm đó các thầy cô ở trong khoa tiếng Nhật trường Đại học Hà Nội thì có giới thiệu cho cô cái chương trình học bổng của chính phủ Nhật Bản. Không phải giới thiệu cho cô mà giới thiệu cho toàn thể sinh viên của khoa, các bạn đồng khóa với cô, là trong số 80 mấy các bạn đây, khóa của cô là khóa 98, thì nếu như mà 8 mấy bạn đây mà các bạn học này thì sẽ khoa sẽ chọn ra 10 bạn để đi thi với tất cả những cái bạn sinh viên của các cái trường đào tạo tiếng Nhật khác ở Việt Nam, tức là cả ba miền Bắc Trung Nam đấy. Và nếu có các bạn có cơ hội như thế, và khi các bạn thi đỗ thì các bạn sẽ có cơ hội được sang Nhật du học một năm đấy, được miễn toàn bộ học phí, rồi còn được nhận cái chi phí sinh hoạt ấy, mà các em thấy là xây các sự hi của nó là hơn 1.000 đô một tháng cơ. Rồi ôi, mình nghe thấy thế xong thì mình nghĩ là hoàn cảnh nhà mình, gia đình nhà mình thì không biết là đến bao giờ mình mới có cơ hội được đi ra nước ngoài, được bước chân ra khỏi Việt Nam. Thế là tự dưng chỉ thoáng đi một có thể là hồi đấy cũng không nhớ chính xác, hình như là một tuần thì phải. Tức là cái thời gian để mình nhập học ở từ khi biết kết quả cho đến thời gian để nộp hồ sơ nhập học ở bên trường Ngoại thương ấy, thì nó có khoảng một tuần hay 10 ngày gì đấy. Thì trong cái thời điểm đấy đắn đo vô cùng. Thế nhưng mà cuối cùng thì mình nghĩ là mình sẽ rất khó, điều kiện hoàn cảnh gia đình sẽ rất khó để mình có thể có cơ hội đi nước ngoài, thì đây là một cái cơ hội rất lớn. Thôi thì mình cũng đã học một năm rồi, thì bây giờ mình lại tiếp thì mình sẽ không phải quay lại từ đầu nữa, lại mất thêm một năm nữa mà mình được rất là nhiều cái. Nếu như mà mình cố gắng, mình đỗ được đi thì mình vẫn hoàn thành, đúng là 22 tuổi ra trường, mình lại còn có cơ hội được đi Nhật rồi nọ kia. Đại khái là như vậy, và đúng lúc đấy thì cô thay đổi hoàn toàn. Từ lúc là mình học tiếng Nhật với cái tâm thế là thôi học cho nó xong một năm để mình chờ mình sang một cái trường khác mình học đúng cái mình thích, thì bây giờ mình thay đổi cái thái độ học là mình phải học thật sự hết mình, gồng mình lên học với nó để có thể là có được cái kết quả tốt nhất, đứng vào trong top, từ top đấy mình đi thi, và nếu như mình đỗ thì mình sẽ có cơ hội đi Nhật. Thì đấy là cái thời điểm mà cô thay đổi hoàn toàn thái độ của mình với việc học tiếng Nhật đấy. Vâng. Đây đúng là câu chuyện mà lần đầu tiên, chắc là lần đầu tiên cô chia sẻ đấy cô ạ. Bởi vì em nhớ là em học cô năm 2 này, năm 3, năm 4. Cả học dịch em cũng đều học cô. Nhưng mà nghe cô kể rất là nhiều chuyện rồi, nhưng mà chuyện này chưa bao giờ cô kể cả cô ạ. Cũng có thể là đã chia sẻ một đôi khóa nào đấy, nhưng không phải là nhiều. Bởi vì nhiều lúc mình cũng thấy đấy là một cái tính nó đảnh đoảng, hơi cầu thả. Không biết là mình viết cái chữ là 705 thì mình viết xấu, nhưng mà cái người tiếp nhận hồ sơ người ta đọc nhầm ý. Tại vì cái số 5 thì có thể mình viết ngoáy thì nó ngoắc lên thì người ta lại hiểu là số 6 chẳng hạn. Nên đấy cũng có thể coi là một cái duyên với việc học tiếng Nhật em ạ. Vâng ạ, vâng. Và tiếp theo thì sẽ vẫn là một câu hỏi liên quan đến việc học tiếng Nhật. Thì đối với không chỉ là riêng em mà em nghĩ là với rất là nhiều những bạn khi mà học tiếng Nhật, học ngoại ngữ, thì chắc hẳn là trong số rất là nhiều các bạn đâu đó sẽ có những cái khoảnh khắc, những cái thời khắc mà mình sẽ cảm thấy rằng là thật là may mắn, thật là tốt vì mình đã học tiếng Nhật. Thế thì không biết là đối với cô thì cái khoảnh khắc, cái thời khắc đấy nó đến vào thời điểm nào ạ? Thực ra thì với cô có hai khoảnh khắc mà cô cảm thấy là nhờ cái việc mà vô tình mình bất đắc dĩ phải học tiếng Nhật nhưng mà lại đem đến cho mình những cái rất là may mắn. Đấy là cái khoảnh khắc đầu tiên,
vào năm 2000 khi mà cô được Đại sứ quán Nhật Bản cũng như các thầy cô trong khoa tiếng Nhật trường Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân lúc bấy giờ thông báo là mình đã đỗ được cái kỳ thi học bổng chính phủ của Nhật Bản. Là một trong 17 sinh viên Bắc Trung Nam của Việt Nam được sang du học một năm tại trường Đại học Sư phạm Miyagi của Nhật Bản. Và cô thấy là ôi mình thay đổi cái quyết định mình học tiếng Nhật một cách chỉn chu trong vòng một năm thôi, nhưng nó cũng đã đang mang đến cho mình một cái kết quả như vậy. Và cái thời điểm thứ hai mà cô cảm thấy rất là may mắn khi mình học tiếng Nhật đó là thời điểm tháng 9 năm 2004 khi cô chính thức được trường Đại học Hà Nội tuyển dụng làm giảng viên cho khoa tiếng Nhật. Tại sao cô lại cảm thấy may mắn là bởi vì học tiếng Nhật đã cho cô được một cái công việc, một cái nghề nghiệp ổn định mà là ước mơ của rất là nhiều người lúc bấy giờ, đó là giảng viên. Và nữa là cô đã có thể thực hiện được lời hứa với các thầy cô khi mà cô du học một năm ở trường Đại học Sư phạm Miyagi là từ nay sẽ có thể truyền đạt được nhiều hơn nữa những cái kiến thức về tiếng Nhật, về văn hóa Nhật và niềm đam mê với việc học tiếng Nhật tới rất là nhiều người, không chỉ là sinh viên của trường Đại học Hà Nội. Vậy thì tức là cô bắt đầu cái sự nghiệp giảng dạy này là từ năm 2004 đúng không cô? Cho đến nay vậy là khoảng 16 năm rồi cô nhỉ? Tức là giảng dạy một cách chính thức là giảng viên thì là từ năm 2004. Thế nhưng mà trước đấy thì cũng đã tham gia giảng dạy ở vai trò là trợ giảng cũng như là dạy ở các cái trung tâm ấy thì mình dạy từ 2002 cơ. Nhưng chính thức là đúng là từ năm 2004 đến nay là 16 năm đấy. Vâng. Thế thì trong suốt cái hành trình mà đứng trong cái vai trò là một giảng viên như thế thì cái tâm niệm của cô khi mà ở trong cái vai trò là một nhà giáo như vậy đó là gì cô? Theo quan điểm của cá nhân cô thì mỗi một cái chương trình đào tạo, mỗi một cái khóa học hay một lớp học thì có những cái đối tượng hướng đến một cái đối tượng người học nhất định nào đó. Nhưng trong một cái đối tượng người học nhất định đó thì trình độ và năng lực của mỗi người nó không giống nhau. Cho nên là một người giáo viên thì phải hiểu được cái điều đó và phải tôn trọng những cái sự khác biệt đó để làm sao có thể tổ chức lớp học, thực hiện chương trình đào tạo một cách khoa học hiệu quả. Đồng hành với chính những cái người học viên của mình để làm sao có càng nhiều người học thỏa mãn được thì càng tốt, và đấy mới là thành công của một người làm nghề giáo. Chia sẻ một chút về cái quan điểm dạy của cô thì thực ra thì nếu mà ai đã học cô rồi thì cũng có thể thấy là khi mà dạy thì có thể là cô sẽ đòi hỏi học viên hay sinh viên của mình nó hơi cao hơn một chút so với cái năng lực của các bạn hoặc là cái mức đại trà của cái lớp học đó. Để quan điểm là đấy là coi như là một cái động lực để giúp các bạn ý hơi với một chút để cố gắng. Thế còn khi mà kiểm tra hay đánh giá thì bao giờ cũng kiểm tra và đánh giá trên cái sự nỗ lực của các bạn và ghi nhận cái sự nỗ lực đấy của các bạn. Với riêng cá nhân của em thì khi tham gia vào các giờ học của cô thì em rất rất là ấn tượng với cách mà cô truyền động lực cho học trò của mình cô ạ. Thì em nghĩ rằng là khi mà cô dạy ở trên những cái bài giảng online thì có lẽ là nó sẽ không thể nào mà truyền tải được hết cái những cái gọi là cái năng lượng từ cô tỏa ra đâu, như là như khi mà em học ở những cái lớp học gọi là lớp học ở trên lớp ấy ạ. Thế nhưng mà hôm nay em cũng rất là muốn nghe cô chia sẻ cái cách mà cô truyền động lực cho học viên thông qua mỗi bài giảng của mình là gì ạ? Thực ra thì mỗi một bài giảng thì bao giờ cũng có những cái mục tiêu cần đạt được của bài giảng đó, và trước khi bắt đầu mỗi bài giảng thì người giáo viên sẽ phải truyền đạt cái điều đó đến với học viên rồi. Thế còn cái mà cách mà cô truyền động lực đến các bạn mà nói một cách chung chung nhất ý, thì làm cái gì cũng thế, cái gì cũng phải có một cái yaruki và nữa là một cái sự cố gắng và tự tin. Từ cái câu chuyện của cô lúc nãy mà cô chia sẻ với bọn em là việc học tiếng Nhật của cô xuất phát điểm của nó là bất đắc dĩ, thì đôi khi bên lề ngoài những cái giờ học thì cô cũng chia sẻ cái câu chuyện của mình để có những cái lời giống như là khích lệ, động viên các bạn. Bởi vì khi các bạn làm một điều gì đó nó có thể dẫn đến những cái nhầm lẫn hay là những cái sai lầm, những cái thất bại, nhưng đó không phải là dấu chấm hết. Bởi vì nhiều khi như cái trường hợp của cô ấy, một cái chút cái nhầm lẫn đấy thôi nhưng mà nó lại dẫn đến một cái may mắn, đem đến cho cô một cái cơ hội, đúng không ạ? Hoặc là những cái sai lầm hay những cái thất bại của mình thì nó sẽ là cái động lực để mình từ đó mình cải thiện và mình sẽ có được những cái thành công ở sau này. Cho nên là các bạn đừng bao giờ bi quan mà lúc nào cũng phải nên đặt cái tinh thần challenge, thử thách bản thân mình lên phía trước, có làm thì mới có thành công. Vậy thì cái điều mà cô kỳ vọng nhất ở học sinh của mình trong mỗi lớp học là gì ạ? Cái điều mà cô kỳ vọng nhất và mỗi cái học viên của mình khi học tiếng Nhật đó là các bạn đang học tiếng Nhật vì đam mê, vì yêu thích
và vì thấy nó thật sự cần thiết với cái mục tiêu tương lai của mình, chứ không phải vì học theo trào lưu hoặc là học theo nghĩa vụ. Chẳng hạn như bây giờ có một số các bạn cấp 2, cấp 3 hay là đại học, bố mẹ bảo học thì học, bởi vì là khi mình đam mê, mình yêu thích thì mình mới có cái yaruki để mình theo đuổi và chinh phục nó đến cùng. Đấy là cái điều mà cô hy vọng ở các bạn đang học tiếng Nhật. Vâng ạ. Vậy thì đến đây có lẽ là cô cũng chia sẻ rất là nhiều rồi. Vậy thì không biết là ở phía cuối clip như thế này thì cô có một điều gì muốn nhắn gửi đến cho tất cả những người đang xem clip này, những bạn mà đang học tiếng Nhật ở Việt Nam không ạ? Đó thì nó vẫn là những cái mà cô chia sẻ với các em từ nãy đến giờ. Thực ra thì thời buổi như hiện nay thì các bạn chỉ cần click chuột thôi là các bạn có rất là nhiều những cái thông tin bạt ngàn, những cái lời khuyên từ các thầy cô giảng dạy tiếng Nhật hay là những cái senpai của bọn em đã học tiếng Nhật, là các em phải học, phải đọc, rồi phải nghe tiếng Nhật thật nhiều này, phải lựa chọn cơ sở đào tạo thật tốt này, hay là nguồn học liệu thật tốt này, phải tìm bạn Nhật để giao lưu hàng ngày, để giao tiếp hàng ngày, vân vân, nó rất là nhiều. Đúng không ạ? Thì một cái lời khuyên khác từ phía cô là như lúc nãy cũng gắn liền với các câu hỏi số 6 đấy. Tức là với bản thân cô là mình làm một cái việc gì thích thì mình mới có thể làm hết mình và bỏ dồn công dồn sức cho nó. Cho nên là cô muốn nhắn nhủ đến tất cả các bạn là những cái bạn mà đang học tiếng Nhật vì đam mê, vì sở thích của mình rồi thì cô không nói đến nữa. Nhưng những cái bạn mà hiện tại đang chỉ học tiếng Nhật theo gọi là gì nhỉ, thấy mọi người học thì mình cũng học theo trào lưu thôi ấy, thì mình hãy cố gắng tìm cho mình một cái lý do để mình cảm thấy là thật là yêu thích với tiếng Nhật. Hoặc chí ít là mình cũng phải xác định được cho mình là mình đang học tiếng Nhật vì cái gì, để từ đó là mình sẽ có những cái kế hoạch và những cái nỗ lực với việc học tiếng Nhật hơn nữa trong tương lai. Và cô hy vọng và cũng chúc cho các em sẽ gặt hái được nhiều thành công với tiếng Nhật, con đường tương lai mà các em đã lựa chọn. Dạ, vâng ạ. Thay mặt tất cả mọi người thì em xin phép được gửi đến cô một lần nữa một lời cảm ơn thật là chân thành vì những cái chia sẻ của cô đã gửi đến chúng em trong clip ngày hôm nay. Và cuối cùng thì em cũng xin phép được gửi tới cô một lời chúc. Chúc cô sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và sẽ ngày càng thành công hơn nữa trong sự nghiệp giảng dạy tiếng Nhật sắp tới ạ. Em cảm ơn cô ạ. Chào Thanh, cảm ơn Thanh và chào tất cả các em. Cô cũng chúc các em thành công như vậy và hẹn gặp lại các em trong các cái clip do cô phụ trách nhé.